Xin kính chào quý khán giả yêu quý của chương trình Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị và các bạn, tại sao bạn cần phải xem tử vi cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong năm 2023 Quý Mão? Bởi do vận khí của con người mỗi năm mỗi khác, cứ mỗi năm sẽ khác nhau thì sao chiếu và vận hạn sẽ thay đổi theo. Theo tử vi của tuổi Giáp trong năm, xem tử vi cho tuổi Giáp Tý trong năm 2023 Quý Mão trước, bạn sẽ có thể nắm bắt được những khó khăn cũng như thuận lợi của mình trong năm Nhâm Dần. Có thể nói tử vi cho tuổi Giáp Tý 1984 trong năm 2023 Quý Mão là phần đã được định sẵn. Tuy nhiên với mỗi cách nghĩ và cách tiếp cận khác nhau sẽ mang đến những kết quả khác nhau và đó chính là phần bất định. Chính vì lẽ đó mà tử vi của những người sinh năm 1984, năm 2023 Quý Mão có thể giống nhau nhưng kết quả của mỗi người sẽ có sự khác nhau. Sau đây là phần luận giải tử vi cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, năm 2023 Quý Mão. Qua phần luận giải này, thầy Sa Cát sẽ chỉ rõ cho quý vị về bức tranh cát hung toàn cảnh của những người sinh năm 1984, từ đó quý vị có những bước đi đúng đắn trong cuộc đời. Đồng thời, thầy cũng chỉ ra những phương pháp hóa giải tử vi cho tuổi Giáp Tý trong năm 2023 này. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm, các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người làm lễ nghênh thái tuế khi cúng giao thừa ngoài sân để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi. Thầy Sa Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Sa Cát được thầy Sa Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ Giáp Tý 1984 để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Tổng quan vận mệnh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 nữ mệnh trong năm 2023. Người tuổi Giáp Tý sẽ bước sang tuổi 39 trong năm 2023. Dù đã đến tuổi thành gia lập thất nhưng rất nhiều phương tiện vẫn chưa ổn định. Phương diện công việc cũng không được như ý, bản mệnh dễ phải chịu những sự chèn ép, cạnh tranh không lành mạnh nơi làm việc. Bản thân con giáp này không phải người giỏi ăn, giỏi nói, dù gặp bất kỳ công việc gì cũng biết đấu tranh vì quyền lợi của mình. Dù gặp bất công cũng không biết đấu tranh vì quyền lợi của mình, dễ chịu thiệt thòi. Khi lợi ích của bản thân bị xâm phạm, nhất định phải tìm cách bảo vệ quyền lợi của chính mình. Đừng vội buông xuôi hay để người khác dễ dàng qua mặt, nếu không dễ chỉ khiến tiểu nhân được đằng chân, lân đằng đầu. Xét về vận hạn năm Quý Mão 2023, Giáp Tý 1984 nữ mệnh gặp phải sao chiếu mệnh, sao thái âm, vận hạn tam kheo, hạn tam tai. Gia chủ Giáp Tý 1984, gia chủ Giáp Tý sinh năm 1984 nữ mệnh gặp tam tai. Giáp Tý 1984 nữ mạng sẽ gặp 3 năm hạn tam tai liên tiếp, cho nên trong 3 năm này gia chủ nên và không nên làm những gì để mọi việc được diễn ra thuận lợi và suôn sẻ. Năm đầu tiên của hạn tam tai, gia chủ không nên bắt đầu làm những công việc trọng đại. Năm giữa của hạn tam tai, gia chủ không nên dừng việc mình đang tiến hành, bởi nếu sau khi dừng lại, nếu có tiếp tục thì dễ gặp nhiều trở ngại, không suôn sẻ và thất bại. Và năm cuối của hạn tam tai, gia chủ không nên kết thúc công việc quan trọng vào đúng năm này. Hạn hoàng ốc không phạm hoàng ốc, kim lâu không rơi vào hạn kim lâu. Về địa chi, Tý gặp Mão, năm hạn thái tuế hình tuổi cầm tinh. Trong những năm này, bản mệnh hết sức cẩn thận, kẻo vướng họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, mất việc, bản thân và người nhà sức khỏe có vấn đề. Về các mối quan hệ thiên can, Giáp Dương Mộc gặp Quý Âm Thủy là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ Giáp Tý trong năm này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phật lòng những người xung quanh mình. Trong năm Quý Mão 2023, các bạn tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 cần chú ý tháng Mậu Ngọ, tháng 5 âm lịch, từ ngày 18 tháng 6 đến 17 tháng 7 năm 2023 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Giáp Tý 1984. Vào những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá những thị phi không đâu ập tới. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho Giáp Tý sinh năm 1984 nữ mạng. Trong năm 2023, nữ mạng Giáp Tý gặp sao thái âm chiếu mệnh. Đây là một cát tinh, hóa khí là phú và tài bạch, chủ cung điền trạch. Tiền tài của sao thái âm có được là do tích lũy dần, một đời tiền bạc ổn định. Sao thái âm thuộc thủy là tinh túy của nước. Sao thái âm rất tốt cho phụ nữ, nam giới được sao thái âm chiếu mệnh sẽ được bạn bè là nữ giới giúp đỡ, đặc biệt là về tiền bạc. Thế nên sao thái âm còn được gọi là tài tinh. Với những người chưa lập gia đình sẽ được tình duyên kỳ ngộ trong năm nay. Người có sao này được kết tinh, làm ăn phát đạt, mọi chuyện hanh thông vào tháng 9. Tuy nhiên, những người gặp sao này kỵ nữ sinh đẻ và nam gặp bệnh tật vào tháng 11 âm lịch.
hóa giải. Làm lễ cúng sao giải hạn vào lúc 7 đến 9 giờ ngày 26 âm lịch hàng tháng. Đây là thời điểm mà sao Thái Âm đăng viên chiếu sáng nhất. Chuẩn bị hương hoa, trái cây, tiền vàng, oản, nước, trà, đinh tiền vàng, mũ vàng, muối gạo, 36 đồng tiền và 7 ngọn nến, cùng với 7 vị màu vàng có ghi Đức Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân. Lưu ý tất cả lễ vật đều phải có màu vàng, trường hợp có màu khác thì gia chủ cần lấy giấy vàng bọc lại rồi lót ở bên dưới, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Sao Thái Âm là sao tốt thuộc hành thủy, vì thế để tăng cường cát khí hành thủy, gia chủ hãy dùng màu đen bằng cách đeo trang sức đá quý màu đen, màu xám, màu xanh biển. Ngoài ra, vì gia chủ có thể sử dụng màu trắng như đeo đá thạch anh tóc trắng, màu chủ của hành kim, để kim sinh thủy càng thêm tốt, điều này sẽ kích thích và tăng nhiều tài lộc cho gia chủ hơn nữa. Giáp Tý sinh năm 1984, nữ mạng năm nay gặp hạn tam kheo. Nhắc đến niên hạn tam kheo chiếu mệnh này, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau: Huyền Tuyền bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt đề phòng tay chân. Có nghĩa tam kheo là hạn xấu chủ về sức khỏe, chú ý đến các chấn thương ở tay chân. Người nào gặp hạn này không nặng thì nhẹ, tai ương kéo đến bất ngờ. Bất kể là ai gặp hạn này đều mắc bệnh về xương khớp tay chân. Nhẹ thì đau nhức, mệt mỏi, nặng thì đa chấn thương, gãy xương. Tham gia lưu thông dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm đến chết người. Trong cuộc sống chịu cảnh tai tiếng thị phi, tình cảm trong các mối quan hệ dễ xảy ra mâu thuẫn tranh cãi, bị người xung quanh lên án, phê bình, châm biếm và coi thường. Đặc biệt người gặp hạn này chịu nhiều áp lực về tâm lý, bất an và lo lắng. Mỗi niên hạn gặp phải sẽ có các cách hóa giải khác nhau. Hóa giải ở đây không có nghĩa là ngăn cản điều xấu không xảy ra, hóa giải chỉ nhằm giảm bớt tai ương, xui xẻo có thể xảy ra ở tương lai. Về vấn đề sức khỏe, cần tránh việc đi lại để giảm thiểu các tai nạn bất ngờ. Trong cuộc sống, gia chủ nên nhẫn nhịn trong mọi tình huống, tìm cách giải quyết an toàn và thích hợp. Cần chú ý lời ăn tiếng nói, tránh những thị phi không mong muốn. Luận tử vi Giáp Tý sinh năm 1984, nữ mạng theo tháng âm lịch năm 2023. Tháng 1, vui xuân đầu năm mới bên gia đạo, gia chủ cần chú ý các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa. Tháng 2, tình hình sức khỏe vẫn chưa được cải thiện trong tháng này. Tháng 3, việc làm ăn của người nữ Giáp Tý gặp may mắn. Tháng 4, mọi việc trong tháng 4 từ hung hóa thành cát, nhờ hưởng âm phúc của gia tiên ban cho. Tháng 5, có chuyện buồn trong gia đạo. Tháng 6, đây là tháng nữ Giáp Tý có tin vui thêm người trong gia đình họ hàng. Tháng 7, sức khỏe trong tháng 7 kém, việc làm ăn kinh doanh buôn bán của bản mệnh tốt. Tháng 8, tháng này hao tốn tiền của, bên cạnh đó cũng có bệnh liên quan đến tê thấp, nhức mỏi. Tháng 9, hòa khí trong gia đạo nữ Giáp Tý kém, bên cạnh đó cẩn thận quân gian trộm đạo, mất mát về tiền bạc của cải. Tháng 10, tháng này có tin vui trong nhà, cùng với đó việc làm ăn của bản mệnh gặp may mắn và thuận lợi. Tháng 11, tiền bạc có lộc từ công việc, nếu bệnh tật ốm đau trong tháng này cũng nhanh khỏi. Tháng 12, mọi công việc diễn ra trong tháng cuối năm này cơ bản bình thường, chú ý việc di chuyển, xe cộ, đi lại. Tổng kết tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 nữ mạng trong năm Quý Mão 2023 về sự nghiệp. Công việc của nữ mạng Giáp Tý trong năm này có hung có cát, cơ hội để phát triển vẫn có, thậm chí nếu biết nắm bắt kịp thời, bản mệnh có thể đạt được một số thành tựu nhất định trong sự nghiệp. Song con giáp này cũng phải ghi nhớ rằng, vận may không phải là yếu tố then chốt để làm nên thành công, mọi thứ phải do chính bản thân nỗ lực giành lấy, có làm có ăn. Còn nếu bản mệnh giữ tâm lý dựa dẫm hay chờ đợi người khác giúp đỡ thì sẽ sớm thất vọng vì trong năm hầu như không có ai giúp. Điềm báo tiểu nhân xuất hiện cũng là vấn đề bạn không được phép chủ quan, làm gì cũng phải kiểm tra trước sau nhiều lần, nóng vội rất dễ hỏng việc. Về tài chính trong năm nay tuy có đồng ra đồng vào nhưng có thể phải tiêu pha nhiều tiền bạc cho công việc gia đình hoặc việc kinh doanh của bản thân. Đây là một năm việc làm ăn ở mức bình thường, thậm chí có thể đang yên lành bỗng thất bát vì đụng độ tiểu nhân. Những chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh, bị ám hại, cướp đoạt công sức, lợi dụng đều là điều bạn có thể gặp phải trong năm nay. Nếu có ý định hùn vốn, làm ăn chung với người khác, càng phải tính toán và kiểm tra nhiều lần. Sức khỏe. Năm 2023, sức khỏe của người Giáp Tý phải chịu nhiều tổn hại. Người tuổi Giáp Tý cần tránh đến những nơi u ám, ẩm ướt, nếu không dễ khiến cơ thể không thích nghi được, gây tổn hại lớn. Trong năm Quý Mão, bản mệnh không nên làm việc quá sức khiến cơ thể mỏi mệt, không nên tham lam hoặc sa vào các thú vui như rượu chè, cờ bạc. Nếu có thời gian rảnh, thường xuyên tham gia các hoạt động ngoài trời, rèn luyện sức khỏe. Nếu bạn đã có những tiểu sử bệnh tật trước đó, hãy chú ý hơn đến cơ thể của bạn trong trường hợp tái phát. Nếu bạn có cơ hội thực hiện những chuyến đi ngắn cùng gia đình, hãy nắm lấy cơ hội. Đi ra ngoài và hít thở không khí trong lành sẽ tốt cho sức khỏe của bạn. Lái xe phải đặc biệt chú ý đến an toàn giao thông trong năm nay.
Gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Mệnh chủ trong năm nay cần sử dụng vòng cổ, bát bảo, tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp, thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt gia chủ tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Trong năm 2023, người tuổi Giáp Tý dù là nữ mạng hay nữ. Trong năm 2023, người tuổi Giáp Tý dù là nữ hay nam mạng đều khá vượng đường tình duyên. Những người còn độc thân cũng có cơ may gặp được một người thực sự phù hợp với mình. Tuy nhiên bản mệnh cũng cần chú ý trên phương diện tình cảm. Phái nữ nên biết giữ mình, không nên quá đắm đuối vào chuyện tình cảm mà bỏ quên sự nghiệp, luôn đề cao tinh thần cảnh giác để nhận ra ai là người thực sự tốt với mình, còn ai tiếp xúc với mình chủ yếu để lợi dụng. Những người đã lập gia đình nên chú ý giữ khoảng cách với những người khác giới, không để những mối quan hệ ngoài luồng gây rạn nứt tình cảm, ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng. Mệnh chủ tuổi Giáp Tý đã kết hôn hoặc đang yêu đương vì ảnh hưởng của thái tuế, nền tảng không được chắc chắn sẽ là một thử thách vô cùng lớn. Phải cẩn thận việc có kẻ thứ ba chen ngang, cùng người khác giới kết giao phải giữ đúng chừng mực. Nếu như năng lực quyết định không vững, khó chống cự lại sức hấp dẫn, rơi vào chuyện tình cảm dây dưa, vì thế dẫn đến sóng gió cho cả gia đình. Nếu như không hề có dấu hiệu tình cảm, mệnh chủ tuổi Giáp Tý đối với chuyện nhân sinh sẽ âm thầm lo âu. Các gia chủ nên đem bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí thìn, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt là vòng cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 nữ mạng để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta cùng tìm hiểu về lá số tử vi của Giáp Tý trong năm 2023 Quý Mão. Qua đó quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết mình cần phải làm gì để có được may mắn và thành công trong năm này. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn nút đăng ký kênh và biểu tượng chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!